Công an Việt Nam vừa bắt giam 4 nhà hoạt động vì quyền đất đai ở Dương Nội, ngoại thành Hà Nội với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, trong đó có 3 người từ cùng một gia đình. Trong khi chính quyền Lâm Đồng và Khánh Hòa cùng ngày bắt giam hai người khác cùng với cáo buộc này hôm 24 tháng 6. Trong thông cáo ra ngày 25 tháng 6, Bộ Công an Việt Nam cho biết họ đã bắt giam bà Cấn Thị Theo, 58 tuổi, cùng con trai là Trịnh Bá Phương, 35 tuổi, và Trịnh Bá Tư, 31 tuổi, cùng bà Nguyễn Thị Tâm, 48 tuổi. Theo thông cáo của Bộ Công an, bốn bị can có hoạt động soạn thảo, đăng tải, phát tán các video, clip, bài viết có nội dung bịa đặt gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vào năm 2016, nhà đấu tranh đất đai Cấn Thị Theo từng bị giam 20 tháng tù vì dẫn dắt phong trào dân oan dương nội với cáo buộc gây dối trật tự công cộng. Gần đây, anh Trịnh Bá Tư liên tục đưa tin về vụ đụng độ giữa chính quyền Hà Nội và nông dân Đồng Tâm vào đầu năm 2020, khiến ông Lê Đình Kình, lãnh tụ tinh thần của người dân Đồng Tâm và ba công an thiệt mạng, cùng 29 người dân đang bị khởi tố. Tương tự, anh trịnh bá phương gặp gỡ giới chức ngoại giao mỹ để trao đổi thông tin về vụ tranh chấp đất đai kéo dài gây bức xúc trong dư luận trong và ngoài nước chỉ vài ngày trước khi diễn ra vụ bắt giữ, hôm 21 tháng 6, báo Công an Nhân dân ra cảnh báo rằng nhiều cá nhân tổ chức chống đối như chị Bá Phương, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Văn Đài vẫn cố tình đổi trắng thay đen, thường vay khóc mướn cho các đối tượng phạm tội trong vụ án đồng tâm. Trong diễn biến liên quan, cũng hôm 24 tháng 6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giam ông Vũ Tiến Chi, 54 tuổi và Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giam bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy, 44 tuổi cùng với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 Bộ luật hình sự